Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Quân giới thiệu tới bà con dòng sản phẩm máy ép cắm viên trục đứng F150 phiên bản 2020. Sử dụng sàng cỡ 2 ly dành cho các vật nuôi kích thước nhỏ như gà úm hay nuôi chim bồ câu, chim cút. Các dòng máy ép cắm viên trước đây đều sử dụng mặt sàng nhỏ nhất là 3 ly, phù hợp cho các vật nuôi cỡ trung bình như ngan, gà, vịt, hay 4 ly dành cho cỡ lớn như dê, bò, lợn. Nay với thiết kế mặt sàng lỗ 2 ly, bà con đã có thể bổ sung những dưỡng chất đầy đủ để vật nuôi phát triển trong giai đoạn sinh trưởng. Để viên cám được nén ép chặt hơn nữa, bà con sẽ điều chỉnh từ từ và xếp đều hai con ốc nằm ở phía hai bên để cho quả lô tiếp sát với mặt sàng. Máy ép cắm viên trục đứng S150 tích hợp 3 tính năng nghiền nén ép nguyên liệu nhờ hệ thống quả lô khỏe khoắn cùng với mặt sàng lỗ sẽ tạo ra những viên cám đều và đẹp. Chú ý khi mới đầu điều chỉnh, bà con cho cám vào từ từ. Để ý khi cám hết thì ta phải nạp tiếp vào để tránh gây mòn mặt sàng và quả lô ép. Khi thành phẩm ép ra đều với lực ép ổn định thì việc đổ đầy nguyên liệu vào sẽ dễ dàng hơn. Bà con sẽ điều chỉnh độ dài ngắn của viên cám thông qua dao cắt nằm phía dưới mặt sàng. Nâng dao cắt lên để viên cám ngắn đi, hạ dao cắt xuống để viên cám dài ra. Máy sử dụng động cơ 3kW, nguồn điện 1 pha, tức dòng điện gia đình 220V, sẽ rất phù hợp cho các hộ chăn nuôi vừa và nhỏ. Thiết kế máy nhỏ gọn, cùng hệ thống bánh xe di chuyển tiện lợi đến mọi nơi. Máy nay đã được cải tiến với lực nghiền ép khỏe hơn trước, bởi nhờ chuyển động linh hoạt hơn từ cầu hộp số vi sai ô tô nằm phía dưới. Việc đầu tư như vậy cho thấy bạn là một người chăn nuôi thông minh, luôn đặt tiêu chí vì một nền nông nghiệp sạch. Công ty Bình Quân luôn tìm mọi giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất, đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm tới bà con. Để nhận diện được các dòng máy sản xuất trực tiếp tại công ty Bình Quân, bà con sẽ thấy được dòng chữ in nổi được khắc trên thân máy. Máy sản xuất trực tiếp tại xưởng nên giá thành rất hợp lý. Máy được bảo hành trong 6 tháng, khi hết thời gian bảo hành công ty vẫn sẽ hỗ trợ về kỹ thuật cho khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, bà con vui lòng truy cập website bìnhquân.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0923427 72 hoặc số 0915792332 hoặc số 02433747474 để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất. Ngoài ra, bà con có thể đến trực tiếp công ty xem máy và thử máy theo địa chỉ khu công nghiệp Phú Thịnh, đường La Thành, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi các dòng sản phẩm của công ty Bình Quân.